ngày 7 tháng 3, Tổ hỗ trợ đầu tư và kinh doanh thành phố Uông Bí, UBIC đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư và thuê đất. Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ UBIC thành phố chủ trì buổi làm việc. Theo quyết định số 9902 QĐUBNC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất với diện tích 56.295,61m² tại Khe Ngát, phường Bắc Sơn. Trong đó 13.300m² là diện tích công ty được chia vào năm 2008 khi còn là đơn vị thuộc tập đoàn TKV. Tuy nhiên hiện nay diện tích trên đã được thu hồi và đưa vào quy hoạch, do đó công ty đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn về quy trình thủ tục thuê lại phần diện tích trên để đầu tư, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Qua khảo sát thực tế và nghe các thành viên trong tổ UBIC tham gia ý kiến, kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ UBIC thành phố khẳng định, về cơ bản, Ủy ban Nhân dân thành phố ủng hộ chủ trương, ý tưởng và sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, do liên quan đến các quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao các phòng chuyên môn nghiên cứu, tham mưu đề xuất phương án, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục đầu tư và thuê đất đảm bảo đúng với quy định của pháp luật.